Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của lại mình từ quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Hôm nay là 1 tháng 5, phải nói là lần đầu tiên hơn 30 mấy năm mình mới có dịp giữ được cái lễ 30 tháng 4 ở quê nhà, thấy rất là hào hùng và tự hào là một người Việt Nam. Thấy cuộc sống ở quê nhà ngày Tết độc lập, bà con người dân rất là tấp nập, họ được nghỉ lễ 30 tháng 4, bước sang tới 1 tháng 5 ngày lễ quốc tế lao động. Phải nói là đi đâu thì đi không đâu bằng ở quê nhà chị các bạn. Đất nước quê hương mình phải nói là tuyệt vời, cuộc sống thì mưu sinh ai cũng phải làm để kiếm cơm đấy. Nhờ ông bác và đảng thì những năm tháng cũng suốt gần 6 tháng mình trở về quê hương xây dựng lên cái cơ đồ ai những thành quả mình có được đặc biệt như là mong đợi, phải nói là chích cười sỏi đá cũng thành công, không đâu bằng ở quê hương mình. Thì cứ từng bước phấn đấu, cuộc sống mưu sinh mà ở Mỹ mình cũng phải làm. Có nhiều người hỏi mình sao mà ở bên Mỹ giờ về Việt Nam còn phải làm, sao ông về Việt Nam hưởng cộng. Nhiều người có cười mình mà về Việt Nam mình live stream tiệc tùng rồi nhiều quá, rồi bảo mình về Việt Nam mà ăn chơi gái rú hả, mình về Việt Nam mình làm đầu tắt mặt tối thì bảo mình sao về Việt Nam không hưởng thụ. Rất là khổ. Nói chung thì cuộc sống mà mỗi người mỗi ý thì thôi, thì cái đường mình cứ đi, quê hương của mình thì mình cứ bước bước theo con đường của bác và đảng. Tự hào, phải nói là mình làm được cái gì mình cảm thấy rất là tự hào, mình cảm thấy rất là vui. Phải nói là cái ngày lễ 30 tháng 4 ở Việt Nam người dân họ ăn lễ lớn, thật là lớn, lớn đến nỗi mà mình không ngờ luôn. Những cái sự nhộn nhịp trong cuộc sống và người dân đón chào cái ngày lễ Tết độc lập của chúng ta rất là hoành tráng. Từ những phố phường, những cái thành phố, họ tưng bừng đón chào ngày Tết độc lập. Hơn là sự mong đợi, tuyệt vời thì chút cháy ở quê hương mấy hôm nay những cái nghỉ lễ, cho nên những người làm họ cũng phải nghỉ để ăn Tết độc lập và Tết quốc tế lao động nữa, cho nên không có làm. Mình rảnh rỗi like để chia sẻ với các bạn. Thôi thì mình cũng tạm dừng ở đây, là phải lái xe đi về. Xin chào quý bà chị các bạn nha. Bye 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 bye. Bye bye.